khách quá đông, đền Bà Chúa Kho khẩn cấp đóng cửa. Do du khách về lễ đền Bà Chúa Kho quá đông, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng, Ban chỉ đạo, Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh thông báo dừng hoạt động đón khách từ ngày 5 tháng 2, tức ngày 5 Tết. Trước đó, trong ngày 4 tháng 2, tức là ngày 4 Tết, hàng ngàn người dân đã kéo nhau đến đền Bà Chúa Kho ở phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh thắp nhang, dâng lễ để vay tiền xin lộc tại đây. Nhiều thời điểm, người dân đến hành lễ không đảm bảo yêu cầu 5K phòng chống dịch. Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, du khách về lễ đền Bà Chúa Kho quá đông, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng, nên tối ngày 4 tháng 2, Ban chỉ đạo, Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh và Ban tổ chức đã ra thông báo đóng cửa và tạm dừng tiếp đón khách tại đền Trình và đền Bà Chúa Kho từ ngày 5 tháng 2 năm 2022, tức ngày 5 tháng Giêng năm Nhâm Dần, cho đến khi có thông báo mới.